cả nhà. Chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn đến với kênh Đi Tờ Hồ. Tiếp tục hành trình trên những con đường ở Sài Gòn. Cô bác anh chị, em đang đi trên con đường đó. Ngay cái ngân hàng nhà nước Việt Nam. Không có chú anh chị đó, đường Võ Văn Kiệt. Đường Võ Văn Kiệt, nó sẽ nói dài với đại lộ Võ Văn Kiệt ở trung tâm quận nhất. Dọc theo tiếng kênh, đó là kênh Bà Vũ. Ban đêm thì không khí nó khá là mát mẻ vô chú bác chị. Ban đêm rất là mát mẻ nha cô chú bác chị.
Đình Xu cắt ngang đường Trần Hưng Đạo.
sẽ về 3 tháng 2.